Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc khi được thay mặt cho mạnh thường quân, đó là chú Hùng Vũ, trở lại thăm gia đình của em Huyền Trân. Hiện tại thì Huyền Trân là sinh viên năm 2 của trường đại học An Giang đó cô chú, anh chị và các bạn ơi. Em thì theo học chuyên ngành là Việt Nam học, thì hiện tại cũng là năm 2 rồi, thì dù hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn nhưng mà Huyền Trân thì cũng rất là cố gắng nỗ lực để mà tiếp tục con đường học tập của mình. Con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng với chú Hùng Vũ vào trong nhà để mà thăm bé Huyền Trân cùng với con nha. Ngày hôm nay thì con cũng tranh thủ khi mà em đi học về thì ghé thăm em sớm á cô chú. Dạ, con chào bà, chào em nha. Lâu lắm rồi chị mới tới được thăm bà với lại Huyền Trân nha. Dạo này bà khỏe không bà? Cái này có cái bệnh đường nó mệt quá. Dạ. Đường nó càng ngày càng lên, cái uống thuốc bà cũng chích nữa mà cho nó không có hạ đường. Dạ, cái này con thấy bà cũng hơi ốm hơn lúc trước nha. Lâu lắm rồi mới tới thăm bà luôn. Bà vui không bà? Vui, mới cô tới là tôi mừng dữ lắm. Dạ, giờ mấy bà cháu mình xuống dưới mình ngồi chung luôn bà ha. Bà ngồi được không bà? Được. Bây giờ nó không có đi một chút là nhức mỏi hai cái giò. Dạ, bà ăn uống được thấy ngon miệng không bà? Ăn thì cũng được, mà đường cũng không có dám ăn nhiều. Dạ. Vậy là mình cử để cho cái lượng đường của mình nó ổn định bà ha. Dạ. Nhưng mà ăn uống thì vẫn thấy ngon miệng hả bà? Ừ, cỡ này sao mà mình càng ngày càng ấy rồi cái huyết áp nó cũng hay lên. Dạ, thời tiết nóng quá hay lạnh quá thì cũng làm cho cơ thể mình nó thay đổi. Dạ. Bà gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nha bà. Dạ, cảm ơn cô. Hình như là Huyền Trân, chị nhớ là em có 2 đứa em nữa. Dạ. Bữa nay có ở nhà không Trân? Dạ không, em gái em đi học rồi, còn em trai em đi chơi. Đi chơi ha. Rồi ba chị em đều... Ủa em trai của em là còn đi học không Trân? Dạ còn, đi học lớp 9. Ba chị em đi học thì chi phí trang trải cũng rất là nhiều luôn. Rồi thỉnh thoảng là mẹ có gửi tiền về cho mấy chị em không? Dạ có. Rồi dạo này việc học của Trân như thế nào? Trân chia sẻ để chị biết thêm nha. Dạ, việc học em ngày này cũng ổn, là sắp tháng 1 đó, qua tới Tây em thi kết thúc học phần. Em giới thiệu lại ngành học của em cho cô chú, anh chị và các bạn cùng biết ha. Dạ, em học Việt Nam, ngành Việt Nam học, chuyên ngành nhà hàng khách sạn ở trường đại học An Giang. Cái ngành đó thì nếu mà tương lai sau 4 năm học ra trường thì mình có thể tiếp xúc với cái môi trường làm việc như thế nào? Trân có tìm hiểu không? Dạ có, em có làm tìm hiểu là mình sẽ phục vụ cái khách du lịch ở trong nhà hàng hoặc là khách sạn. Mình làm phục vụ những cái mảng giống như là khi mà khách vô thì mình sẽ đón đòn đồ đó, phải không? Dạ đúng rồi. Hoặc là làm lễ tân hoặc là phục vụ buồn, hay là mình có thể, nếu mà cao hơn mình có thể làm trong văn phòng cũng được. Cơ hội mà mình tiếp xúc với những công việc đó thì có cao không Trân ha? Dạ cần, đó là chủ yếu là cần về trình độ tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp thôi mà. Tiếng Anh thì bây giờ mà khi mà em vào học năm 2 rồi là mình học chuyên ngành nhiều chưa em? Dạ, sang học kỳ sau em mới chia chuyên ngành. Em sẽ đi sâu vào chuyên ngành của em. Nhà thì tới 3 anh em học lận thì có một mình mẹ phải trang trải thôi à. Rồi Trân có thấy là mẹ vất vả quá không? Hiện tại là em đi học ở dưới là em đi về hay sao em? Dạ đúng. Trân là có xe để mà mình di chuyển không Trân? Dạ có. Đi học vậy rồi em có thường điện thoại để tâm sự với mẹ không? Có, mẹ điện về hoài. Điện về hỏi thăm con gái ha. Dạ. Rồi hỏi thăm mấy chị em luôn. Thì khi mà em đi học như vậy thì em có thấy là mình khó tiếp xúc với cái môn nào nhất không? Có tiếp xúc chứ là mấy môn chính trị, môn đó là môn học chung của toàn trường. Rồi khi đi học như vậy thì em đã có những cái giống như là laptop, những cái dụng cụ cần thiết để cho mình phục vụ cho việc học chưa Trân? Dạ em có laptop rồi. Laptop là em tự mua hay sao? Dạ là dì em mua chưa? Dì mua luôn ha. Bây giờ thì trong vấn đề học đó thì Trân có khó khăn gì không, có thể chia sẻ với chị ha? hiện tại là năm 2 rồi, thì một năm thì sẽ có 2 học kỳ hả Trân? Một học kỳ thì khoảng bao nhiêu tiền, em có được nghe trường thông báo chưa? Dạ có, một học kỳ của em là khoảng 5 triệu 8, 6 triệu. 5 triệu 8 đến 6 triệu, có thể là dao động do là tín chỉ nó cũng thay đổi ha. Dạ. Cái phần đó là vậy là tổng một năm thì sẽ là mười mấy triệu. Dạ. Khoảng mười mấy triệu. Trân cho chị biết con số chính xác. Nếu mà cái số lẻ là sao luôn thì khoảng từ 14 triệu ha. 14 triệu là năm 2 này em sẽ học bao nhiêu tín chỉ? Dạ. Học kỳ 2 thì em chưa xem mà nó dao động khoảng từ 18 tín chỉ. Học kỳ 1 này của em là 18 tín chỉ. Năm 2 rồi thì Trân có dự tính là mình sẽ học luôn cái phần mà văn bằng tiếng Anh nè, rồi tin học để mà làm cái đầu ra khi mà mình tốt nghiệp không? Dạ có. Đó là cái quy định chung rồi ha. Dạ. Rồi em dự tính là khoảng khi nào thì em sẽ học những cái môn đó? Là vừa nghỉ Tết Nguyên Đán xong vào học kỳ 2 thì em sẽ học song song với bằng tin học. Còn tiếng Anh thì em sẽ dành thời gian nhiều hơn, tới hè em sẽ học. Cái phần đó là mình tốn kém khoảng bao nhiêu nữa, Trân có tính được không? Tiếng Anh của em thì khoảng 2,5 triệu. Còn tin học của em thì khoảng 1,5 triệu. Là tổng cộng hai cái lại là 4 triệu. 4 triệu ha. Rồi đi học như vậy thì Trân có thấy mẹ khó khăn như vậy, em có đi làm thêm hay là làm công việc gì thêm không em? Dạ có, em có phục vụ quán mì cay thêm buổi tối. Em làm là làm xuyên suốt luôn hay là mình làm theo ca? Em làm theo ca, một tuần thì em làm từ 5 tới 6 ngày thôi. 5 tới 6 ngày thôi, còn một tuần thì 7 ngày, mình làm tới 5 tới 6 ngày rồi thì còn một ngày. Tuần thì tuần làm 5 ngày, tuần làm 6 ngày. Em làm như vậy là em bắt đầu từ mấy giờ tới mấy giờ thì kết thúc? Em làm gì từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối. 5 giờ chiều tới 10 giờ tối, khi mà tan ca học ở trường rồi là bắt đầu vô công việc luôn. Dạ đúng rồi. Ở đó là người ta có cho mình ăn buổi chiều không em? Dạ có. Là chưa là cô chú cũng dễ. Là bao ăn buổi chiều cho nhân viên. Dạ. Rồi em làm tới 10 giờ tối thì mới bắt đầu ra về. Dạ. Rồi về tới nhà là khoảng mấy giờ Trân? Dạ khoảng 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi tối. Rồi đường của nhà Trân thì rất là vắng luôn, em đi có khi nào mà em sợ không? Em sợ nè. Sợ ha. Nhưng mà động lực nào giúp cho Trân cố gắng mà mỗi ngày đều phải đi về tới 10 giờ rưỡi đêm lận? Muốn phụ mẹ ha. Tại vì thấy mẹ một mình vất vả nè, rồi lo cho ba đứa em. Khi mà Trân suy nghĩ là đến cái con đường đại học này tới năm 2 rồi thì em có thấy là em chọn đúng không? Em vẫn rất là đam mê với cái chuyên ngành của mình ha. Dù vất vả nhưng mà Trân vẫn rất là cố gắng. Chị cũng rất là vui khi mà thấy Trân cố gắng như vậy. Một cô gái rất là, nhìn vẻ ngoài thì rất là yếu đuối nhưng mà bên trong thì rất là mạnh mẽ luôn. Bây giờ nếu mà có một mong muốn để cho Trân ước thì Trân có thể ước cái điều gì lớn nhất? Có tiền cho trả học phí đó mẹ đâu con. Em chỉ có một mong muốn là sẽ có chi phí để mà đóng học phí cho mình. Ngoài ra thì cái tiền sinh hoạt của Trân thì như thế nào? Như vậy thì mình đi làm được. Em có thể đi làm tiết kiệm để mà trang trải cho việc xăng đổ đi học từ nhà tới trường. Chị thấy cái quãng đường thì cũng rất là xa luôn. Một ngày thì em đổ xăng khoảng bao nhiêu tiền? Một tuần thì em đổ 80. 80.000 là đi một tuần. Vậy là chỉ là di chuyển từ nhà tới trường rồi chỗ làm thêm thôi. Chỗ làm thêm có xa trường em không? Dạ không, cũng gần trường. Chị cũng rất là mừng cho Trân khi mà em vẫn theo đuổi đến hiện tại là năm 2 của chuyên ngành mình mong muốn nha. Ngày hôm nay thì chị cũng thay mặt cho mạnh thường quân, đó là chú Hùng Vũ ngày đến thăm Trân, thì biết là Trân đang gặp rất là nhiều khó khăn trong việc mà trang trải chi phí để đi học đó, thì chú cũng có gửi một phần quà để cho Trân trang trải việc học nha. Phần quà như thế nào thì Trân tự mở ra xem nha. Chị nghĩ là chắc chắn em sẽ rất là vui và hạnh phúc luôn. Đến từ tấm lòng của chú Hùng Vũ nha Trân. riêng tôi cũng gửi lời cảm ơn chú với mấy cô, dạ, cũng giúp đỡ cho cháu việc học hành. Con cảm ơn bà, con chúc cho bà sẽ có thật là nhiều sức khỏe nha bà, gắng giữ gìn sức khỏe để mà trông với các em tiếp cho Trân, tại vì các bé em của Trân thì cũng còn rất là nhỏ luôn. Rồi, Trân điếm nha. Em có vui không? Cảnh nghèo rồi cho bảo hiểm vốn bà cháu, rồi ta có bảo hiểm nó đỡ cái tiền bảo hiểm đóng học phí thì đóng được, giảm được hơn nữa. Dạ. Rồi cho mấy đứa nhỏ này, nếu mà mẹ nó làm như đó là đâu có tiền mà đóng học, người ta chỉ mà bây giờ cũng lương cũng thấp. Em có đếm được là bao nhiêu cho em? 21 triệu. Hả? 21. Không đúng em ơi. Đúng sai. 1 Em đếm 1 triệu xong em để qua một bên nha. Ừ. Cái này là 10 thêm một tờ chẳng, một tờ lẻ đúng không? Đúng. Rồi em đếm thử xem là mình được bao nhiêu nha. 2, 4, 6, 9, 12. Rồi 12 triệu. Dạ, 100. 12 triệu 100.000 đồng. Thì chú Hùng Vũ có gửi về cho mấy chị em chị là 500 đô. Thì chị cũng có đổi ra được số tiền Việt Nam là 12 triệu 100.000 đồng gửi đến cho Trân để mà trang trải cái việc chi phí đóng tiền học phí trong năm sắp tới nha. Thì bây giờ thì Trân có thể chia sẻ cảm xúc của mình hiện tại đến cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ là con vui lắm, tại có tiền để mà giúp mẹ. Em có muốn hứa hay là gửi gắm gì đến chú Hùng Vũ không? Dạ là chú, con cảm ơn chú Hùng Vũ đã hỗ trợ cho con để con có thể bước tiếp đi học. Con cũng sẽ cố gắng hơn trong những năm tiếp theo. Chị cũng xin chúc cho Trân sẽ hoàn thành được cái mơ ước của mình, hoàn thành cái việc học 4 năm trong thời gian sắp tới nha. Mình cũng học được tới năm 2 rồi, em sẽ cố gắng hết sức nha. Chị cũng muốn hỏi Trân về cái phần mà khi mà kết quả học tập của năm rồi của em á, em có thể chia sẻ cho chị cũng như là cô chú anh chị và các bạn được biết nha. Dạ, tổng cộng đi năm rồi của em là được học được khá. Có một số môn nó hơi khó đối với em nên là nó chỉ dừng lại một cái đó thôi. Thì trong năm sắp tới thì Trân sẽ cố gắng nhiều hơn nha, để mình có được một cái điểm số tốt, thì khi ra trường thì mình sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Chị xin chúc một lần nữa, chúc cho gia đình của Trân cùng với bà sẽ có thật là nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc và thành công trong thời gian sắp tới. Em cảm ơn. Dạ.